chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với series hướng dẫn cơ bản của ngô nghiêm minh và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các anh em đi qua một cái video hướng dẫn khá là quan trọng cho cái mùa giải tiếp theo đúng không cho cái season tiếp theo của diablo 3 à, như các anh em thấy ở đây đó chính là cái season của soul shard soul shard thì nó là những cái mảnh vỡ uh, linh hồn của các cái uh, prime evil cũng như là lesser evil của địa ngục trong cái uh, universe của diablo đấy thì uh, như các anh em thấy ở đây thì uh, mình cũng đã để một cái trang web rất là quen thuộc với tất cả các anh em đúng không? Anh em nào mà theo dõi cái kênh YouTube của mình thì các anh em chắc không lạ gì với cái trang web của Maxro rồi đấy. Max Row là một trang web mà nó có gọi là đầy đủ tất cả những cái dữ liệu, các cái thông tin, các cái data các anh em cần uh, để mà các anh em có thể uh, chơi bất cứ một tựa game nào liên quan à Diablo. Như các anh em thấy đây là có cả Diablo 2, uh, Diablo 3 và cả Diablo Immortal trong thời gian sắp tới nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái tiêu đề chính đó chính là cái season 25 của Diablo 3 thì nó có cái gì cho người chơi đúng không? Đấy. Thì uh, ở đây trước khi mà mình bắt đầu giải thích cho các anh em và chúng ta cùng đi qua cái uh, season 25 này. Với những anh em nào mà tiếng Anh có vẻ hơi hạn chế một chút xíu thì các anh em đừng quá lo lắng. Khi mà các anh nhìn anh em nhìn vào cái trong web Maxro này. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái chức năng đó chính là cái Google dịch của Google Chrome. Các anh em sẽ download đâu? Các anh em sẽ download ở cái phần add-on á. Đấy các anh em vào uh, setting đúng không của Google các anh em vào cái Google Store đấy Google Store và các anh em download cái add-on này về các anh em thấy đây là mình có sẵn này Google Translate này khi mà các anh em đã download được cái add-on này của Google Chrome về rồi thì các anh em chỉ cần click vào nó đấy và sau đó các anh em bấm vào cái nút là Translate this page dịch cái trang này ra đấy, Translate ví dụ vậy chúng ta sẽ bấm dịch ha thì ở đây là đấy các anh em sẽ chọn ngôn ngữ các anh em chọn Vietnamese là nó sẽ dịch ra toàn bộ và cái trang này bằng tiếng Việt luôn. Đấy. Thì nói tóm gọn lại thì Google dịch thì nó cũng sẽ không phải là chính xác 100% đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó đủ để cho các anh em có thể có được một cái hiểu nó khá là rõ về cái cái trang web của Maxrow. Đấy, cho nên là các anh em mà vào đây tìm các cái hướng dẫn khác hoặc là tìm các cái công thức ghép đồ hay là gì đó thì các anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái chức năng Google dịch này của add-on của Google Chrome để các anh em có thể có được cái sự hỗ trợ tốt nhất có thể. Rồi. Còn uh, bây giờ thì mình sẽ giải thích với các anh em về season 25 mảnh vỡ linh hồn Nó là về cụ thể là cái gì. Đấy. Nội dung bài viết này thì nói chung là các anh em có thể uh, sau cái video này các anh em muốn xem lại các anh em hoàn toàn có thể vào cái trang web này và xem lại đúng không? Và sau đó dùng Google dịch để hỗ trợ mình. Thì ở đây đầu tiên là giới thiệu thì nó tóm gọn lại là vào lễ kỷ niệm uh, 25 năm thành lập đúng không? Những quyền thương mại của Diablo trong thời gian sắp tới. Thì uh, Diablo 3 sẽ tung ra một cái season nó liên quan đến gọi là cái cái nguồn gốc của Diablo để cho người chơi người ta có thể gọi là uh, trải nghiệm được những cái uh, season theme mà nó gắn liền với cả cái tên tuổi của Diablo đấy thì uh, các anh em cũng thấy ở đây sâu sát nó chính là mảnh vỡ linh hồn mảnh vỡ linh hồn này từ từ ai mà ra đó là từ những cái con quỷ đúng không những con demon như kiểu là Diablo hay Mephisto hay là Bale trong uh, D 2 các anh em cũng không lạ gì rồi hoặc là từ những cái Lesser Evil Lesser Evil là những cái tiểu quỷ ấy. đấy những cái tiểu quỷ À, gọi là lính dưới của ba cái Prime Evil đấy, từ Diablo 2 thì um, nó gọi là về cái cốt truyện thì mình sẽ để cho các anh em tự đọc cái quan trọng đây là mình sẽ giải thích cho các anh em là cụ thể hơn thì cái cái việc cái cái mảnh vỡ linh hồn này nó liên quan gì đến season 25 của Diablo 3 đúng không cái đấy là cái mà các anh em quan tâm các anh em click vào cái video này là các anh em quan tâm cái điều đó vậy thì cụ thể hơn mình sẽ giải thích như sau thứ nhất là trong cái season 25 này nó sẽ có tổng cộng là 7 mảnh linh hồn độc đáo Thế như các anh em thấy ở đây Có 7 mảnh linh hồn dựa trên các cái lot of hell đúng không các cái prime evil của địa ngục đấy mang lại cho người chơi một sức mạnh mới của ma quỷ tức là bây giờ chúng ta là nephilim chúng ta đi diệt quỷ thì chúng ta sẽ có được thêm cái sức mạnh của quỷ để hỗ trợ chúng ta trong cái con đường đó rồi và một trong ba mảnh linh hồn xấu xa chính tức là mảnh xấu xa chính này tức là nó là prime evil á anh em cứ tưởng tượng này nhé nó sẽ chia ra là ba cái mảnh vỡ của prime evil là của ba cái con quỷ mạnh nhất trong địa ngục đúng không là bêu mephisto và Diablo và ngoài ra thì nó sẽ có bốn mảnh, bốn mảnh linh hồn khác từ Lesser Evil, đấy, từ Lesser những cái con, uh, những con Demon mà nó dưới trướng của ba cái con Prime Evil đó. đó. Thì ở đây nó sẽ chia ra cho các anh em cũng đã rất là rõ ràng rồi. Đấy. Các mảnh vỡ linh hồn uh, thủ ác này, đấy thì các anh em thấy ở đây là uh, mảnh vỡ của sự hủy diệt này, Destruction, Destruction thì rõ ràng là của Bel đúng không? Sharp uh, hận thù thì cái này là Sharp hết trượt đấy. Hận thù thì là Mephisto. Còn mảnh vỡ của Terror, mảnh của khủng bố lại đấy thì là nó là của Diablo. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có Drag of Lies uh, bản chất của uh, anguish, dấu tích của nỗi đau và vết bẩn của tội lỗi thì nói chung là mấy cái này là bản dịch của tiếng Việt thì nó hơi nó hơi ba chấm một tí. Nhưng mà những anh em nào mà mà thực sự rất là kém tiếng Anh thì cái này nó sẽ giúp cho các anh em hiểu được sơ sơ thì nói chung nó có là gì? Là ba cái này là của Prime Evil, ba cái này là của Lesser Evil. Và chúng ta có thể farm được ở đâu? Thì ở đây nó cũng giải thích rất là rõ cho các anh em là sâu sát tất cả những cái mảnh này có thể rơi ở mọi nơi nhưng mà nó sẽ có thể rơi ra chủ yếu là từ những cái con trùng cuối của từng cái ách hoặc là các cái con Rift Guardian đấy chúng cũng không yêu cầu phải đạt cấp độ 70 để rớt ra tức là anh em không cần phải farm đến level 70 mà các anh em có thể farm được những cái viên này từ level 1 luôn nhé anh em nhé từ level 1 luôn các anh em chỉ cần chạy đến chỗ của những cái con boss của từng cái ách ấy để các anh em giết những cái con chùm cuối của của những con không phải chỉ riêng cái chùm cuối của một ách đâu mà những cái con chùm chính ý, của một cái ách là nó cũng có thể rớt ra được luôn đấy và uh, rõ ràng là chúng ta không thể mua được rồi chúng ta chỉ có thể là giết những con chùm từ những ách đó hoặc là chúng ta farm uh, rift hoặc là greater rift thì chúng ta sẽ có được những cái mảnh vỡ này và các anh em tâm là farm những cái mảnh vỡ này cực kỳ dễ nếu mà các anh em đi giết boss của những cái ách ý, thì cái khả năng mà nó rớt ra là 100% luôn 100% rớt ra luôn khi mà các anh em giết từ level 1 luôn nhé từ level 1 Để các anh em biết là Tìm được những cái mảnh này nó không hề khó một tí nào cả, tìm rất là dễ và nó cũng sẽ giúp cho các anh em rất là nhiều trong cái việc mà các anh em kỳ level từ level 1 lên level 70 cho cái series tiếp theo. Mình sẽ cố gắng mình tung ra một cái video hướng dẫn cho các anh em level từ 1 lên 70 một cách nhanh chóng nhất có thể cho cái mùa giải tiếp theo nữa. Đấy thì các anh em cứ yên tâm là mình sẽ cố gắng mình làm cái video đó ngay sau cái video này. Rồi. Ngoài ra thì các anh em hoàn toàn có thể là di chuột vào từng cái mảnh vỡ một để các anh em xem các cái bonus đúng không? Các cái thưởng của nó nó cho mình những cái thưởng gì. Uh, mình thì mình khuyên các anh em nên đọc uh, tiếng Anh, version tiếng Anh, còn tiếng Việt thì nhiều lúc đọc mình không hiểu, từ mình không hiểu cho lắm. Thì uh, nó, nó tóm gọn là như vậy. Thì nói chung là sâu sát các anh em cứ hiểu là những cái mảnh vỡ này, nó sẽ có bốn cấp độ. Khi mà nó mới rớt ra, ấy, khi nó mới rớt ra thì nó sẽ là rank không, rank không anh em nhé. Thì rank không này thì mỗi một cái viên gem này sẽ cho anh em được một cái sức mạnh legendary. đấy tùy theo là anh em nhặt cái viên gì nó sẽ cho anh em một cái sức mạnh thôi đấy và khi mà các anh em nâng cấp nó lên rank 1 lên rank một đúng không thì nó sẽ bắt đầu nó ăn lóc ra những cái bonus những cái bonus khác nhau thì cụ thể khác nhau nha thì một lát nữa mình sẽ giải cho các anh em ở phần tiếp theo của video đấy nhưng mà nôm na là gì các anh em cứ cứ nhớ là một cái viên này nó rớt ra nó sẽ là rank không và các anh em sẽ có khả năng các anh em nâng cấp được nó tối đa là 3 lần lên rank 1, rank 2 và rank 3 Đấy, 3 lần ha Để unlock thêm những cái thường, những cái sức mạnh thêm Đấy, bằng cách sử dụng một cái vật phẩm tiêu hao mới Tên là Hellforge Ember Đây này Cái Hellforge Ember này thì cái độ hiếm của nó thì nó ngang với cả cái quà tặng uh, Ramalani cái, cái 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 hộp này thì nó là dùng để nó đục lỗ cho vũ khí ở trong Diablo 3 Đấy thì cái này thực ra nó không quá hiếm Thế cho nên là cái việc mà có được Health Force Ember này từ việc mình đi cày, đi farm rift hoặc là greater rift thì khả năng nó dụng ra thì cũng cũng sẽ tương đối là là thường xuyên. Nhưng mà tuy nhiên rằng là thực ra thì cũng cũng tùy hên xui thôi. Có những mùa giải thì mình farm được rất là nhiều những cái này, nhưng có mùa giải thì có thể là sẽ hơi chậm một chút xíu ở thời gian ban đầu. Thế cho nên là uh, các anh em cứ yên tâm, là nếu như mà các anh em có chơi thường xuyên thì cái việc mà các anh em có được Health Force Ember thì các anh em nâng cấp những cái viên sâu sắc của mình lên thì nó hoàn toàn là có thể xảy ra. Đấy và thậm chí là có những em may mắn thì nó rộng ra rất là nhiều để các anh có thể nâng cấp được nhiều lần đấy và ngoài ra thì um, có một cái nữa trước khi mình đi tiếp đến phần tiếp theo thì ngoài cái việc là những cái những cái viên này này nó sẽ tăng sức mạnh cho bản thân mình đúng không bằng cách là gì ba uh, cái viên này ba cái viên này thì là anh em sẽ cho vào trong cái cái slot ở trong cái giáp mũ của mình anh em nhớ nhé các mảnh vỡ linh hồn của prime của của prime evil ấy ba cái mảnh này này thì là chỉ gắn được vào trong mũ thôi duy nhất là mũ thôi nhé anh em nhé ba mảnh này gắn trong mũ đấy nếu như anh em nhớ cốt truyện của Diablo 2 thì là nhân vật chính của Diablo 1 đúng không đã rút cái viên uh, Shard of Terror cắm thẳng vào đầu mình đấy thì cũng tương tự như vậy làm những cái viên này là chỉ gắn được vào mũ còn những cái viên gọi là của Lesser Evil ấy, của tiểu quỷ bốn viên này này thì là gắn vào trong vũ khí và chỉ gắn được một vũ khí thôi nhé kể cả anh em có dùng hai vũ khí chăng nữa dual Will thì anh em cũng chỉ gắn được cho một vũ khí thôi đấy. cho nên là một viên ở vũ khí và một viên ở mũ như anh em nhé đấy thì khi mà mình gắn vào thì nó sẽ cho mình rất là nhiều bonus đúng không đấy và đương nhiên là những cái bonus của những cái viên này thì cực kỳ mạnh và đây sẽ là cái season mà nó có cái season team mạnh nhất từ trước đến giờ luôn nha anh em nhé cái season team này là cái season team mà gọi là lạm phát nhất từ trước đến giờ luôn cho nên là uh, sẽ có rất là nhiều người trước đến giờ có thể chưa clear được Uh, greater Rift 150 nhưng mà season này nhờ cái sức mạnh của của hai cái hai cái thể loại sâu uh, sát này chúng ta có thể có khả năng mà clear được 150 luôn đấy cho cái season 25 này rồi thì ngoài cái việc mà các anh em có thể gắn vào vũ khí và gắn vào mũ để mình tăng sức mạnh cho nhân vật của mình lên thì cái viên cái viên này này nó còn có thể giúp cho các anh em sử dụng nó để các anh em uh, salvage Salvage là cái gì thì các anh em có thể xem cái video hướng dẫn cơ bản của mình về chủ đề salvage mình cũng có mới upload xong. Uh, salvage đơn thuần là các anh em không cần một cái món đồ gì đó, các anh em sẽ có hai option đúng không? Một là bán. Nhưng mà thường thường người ta không bán đồ ở trong Diablo 3 mà người ta sẽ đập đồ. Đập đồ thì gọi là salvage. Đấy thì những cái mảnh những cái mảnh này, này nó cũng có thể sử dụng để mà salvage được. Tại sao lại salvage nó? Tại vì salvage nó thì các anh em có thể nhận được gem. Đấy các anh em có thể nhận được gem. Đấy các anh em có thể nhận được uh, Imperial hoặc là cao cấp hơn hoặc thậm chí đến cả Royal flawless gem luôn từ việc uh, anh em đập salvage đi những cái viên sâu sát này đấy và chính vì lý do vậy cho nên là uh, trong cái quá trình mà chúng ta level nhanh từ 1 đến 70 cho cái season tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ đi cầy uh, một cái viên uh, một vài cái viên sâu sát trước khi mà chúng ta bắt đầu level để chúng ta có thể là salvage nó để chúng ta kiếm được những cái viên gem và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ kiếm được cái viên ruby đấy viên ruby từ cái chất lượng là imperial trở lên ngay từ ban đầu ngay từ level 1 luôn thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta có được rất là nhiều những cái thưởng khác nhau ví dụ như là các anh em gắn viên ruby vào trong vũ khí thì nó cộng cho mình đam đúng không một cái lượng đam rất là to và khổng lồ đấy để các anh em có thể là dễ dàng cày được một độ khó cao hơn chúng ta lên level nhanh hơn và các anh em cũng có thể là gắn viên ruby đó vào trong cái áo, cái mũ của mình nữa để mà tăng lực cái lượng kinh nghiệm nhận được đó thì đấy là lý do tại sao mà người ta lại muốn sao vết những cái những cái viên gem này khi mà mới trong quá trình level từ 1 lên 70 còn có một cái điểm nữa đó là trong trường hợp mà các anh em không cần sử dụng đến không cần sử dụng đến một cái viên nào đấy giả sử như các anh em farm ra rất là nhiều những cái viên này đúng không và các anh em cũng nâng cấp mới lên nhưng mà khi nâng cấp ý, thì rõ ràng là nó sẽ có phần trăm là nó ăn ra một trong một số các cái bonus thì các anh em cũng sẽ phải là nâng cấp nhiều lần cho một cái viên gem để mà các anh em có thể tìm ra là một cái viên, một cái viên gọi là sâu sát nó hoàn hảo nhất có thể cho cái Bill của mình đấy. Có thể là anh em nâng cấp, anh em nâng cấp một viên đó thì nó, nó chưa thể nào nó hoàn hảo luôn được. Có thể nó sẽ có một số các cái dòng bonus các anh em chưa thích, các anh em thấy nó chưa có tối ưu hóa, nó chưa có min max. Thì các anh em sẽ phải nâng cấp nó nhiều lần, đúng không? Các anh em nâng cấp nó nhiều lần thì uh, uh, sẽ có một số viên các anh em không dùng đến thì các anh em cũng đừng lo lắng là những cái viên đó là không có lãng phí nha, mà những cái viên sâu sát mà các anh em không dùng tới, các anh em có thể dùng nó để thay thế cho những cái viên legendary gem, những cái viên legendary gem để mà các anh em augment nó vào trong đồ của mình. augment nó là cái gì thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn sau về cái chủ đề augment cho cho đồ ở trong diablo 3 nhưng mà các anh em cứ 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 hiểu nôm na là augment là các anh em farm những cái viên legendary gem lên một cái rank cao nào đấy, các anh em ép nó vào trong đồ của mình ép nó vào trong đồ của mình để mà tăng cho mình được cái main stat cái stat chính của con nhân vật của anh em giả sử như các anh em chơi đi mà hunter hoặc là mong thì các anh em main stat sẽ là dexterity đúng không dexterity đấy là sự nhanh nhẹn còn các anh em mà chơi những cái con uh, châu bò như gọi là barbarian hoặc là crusader thì nó sẽ là cái main stat của nó sẽ là strength đấy thì cái việc augment nó sẽ làm tăng cái chỉ số main stat cho đồ của anh em thì ngày xưa ấy là chúng ta cần phải dùng đến legendary gem để chúng ta nâng cấp được cái việc đó. Chúng ta phải nâng cấp cái legendary gem của chúng ta lên level cao bằng cách chúng ta đi with the rift đúng không? Cái đấy thì mình cũng có giải thích ở một cái video hướng dẫn cơ bản mình đã post lên uh, cách đây uh, vài tiếng rồi. Thì các anh em có thể xem lại cái cái video nó hướng dẫn về uh, legendary gem để các anh em hiểu rõ hơn về nó. Đấy nhưng mà ở cái season này thì cái viên sâu sát mà các anh em không dùng tới nó có thể được sử dụng để nó thay thế cho cái viên legendary gem để các anh em có thể augment ép nó vào đồ của mình để tăng chỉ số main stat lên đấy và cụ thể hơn thì bây giờ cái viên sâu sát này nó tăng cho tôi bao nhiêu main start? đúng không thì rất đơn giản thôi một cái viên sâu sát rank rank không rank không nhá tức là chưa upgrade chưa nâng cấp gì cả anh em mà augment nó vào trong đồ của mình thì nó sẽ cộng cho các anh em 50 main stat 50 cái start chính Đấy 50 À nhầm Nó sẽ tương đương với cả Một cái viên sâu sát Rank 0 Tức là trước khi các anh em nâng cấp nó luôn ấy Đấy rank 0 nhé Mà các anh em augment nó Thay thế cho một viên legendary gem vào đồ Thì nó sẽ tương đương với một cái viên legendary gem rank 50 Rank 50 anh em nhé Rank 50 là, là rất, tương đối là nhiều start đấy Thì cứ một rank là nó sẽ cộng cho mình 5 main start nếu như mình nhớ không nhầm thì là 50 x 5 là 250 main sát rồi. Đấy, free, không cần nâng cấp gì hết luôn. Và cứ mỗi một rank của sâu sát thì nó sẽ tăng cho mình thêm 25 rank. Đấy, tức là rank 0 là 50, sâu sát rank 1 sẽ là 75. Sâu sâu sát rank 2 sẽ là 100, đúng chưa? Và sâu sát rank 3 là rank tối đa sẽ là tương đương với cả một cái viên legendary gem rank 125. Đấy 125. Đó đấy là rank rồi nhé còn nếu mà các anh em muốn hiểu là bây giờ ok cái rank đó nó tương đương với bao nhiêu main start thì các anh em cứ lấy cái rank đó nhân với cả năm thì nó sẽ ra được cái, cái cái, số lượng main start mà nó ép cho đồ các anh em Đấy, thế là dễ hiểu đúng không đến đây thì mình đã giải thích cho các anh em là sâu sát nó dùng để làm gì được rồi đúng không ba cái gắn vào trong mũ và bốn cái có thể gắn vào trong vũ khí và mỗi một nhân vật chỉ gắn được một cái vào mũ và một cái vào vũ khí mà thôi tức là anh em phải chọn một trong bốn và một trong ba đúng chưa rồi ngoài ra thì nó có khả năng là nó được sử dụng để thay thế cho legendary gem trong cái việc là oakman ép vào trong đồ để tăng chỉ số main stat lên được chưa? Đấy. Đây là cái việc thứ hai. Và việc thứ ba đó là các anh em có thể là salvage nó, mình đập nó đi để mình lấy được uh, những cái gem chất lượng từ imperial trở lên. Rất sớm từ level 1 luôn để các anh em có được một cái hành trình level từ 1 đến 70 nó nhanh chóng nhất có thể. Đấy. Và ngoài ra thì có một số trường hợp là nó còn cho các anh em được thêm một số các cái greater rift keystone nữa. Đấy, Rift Keystone là gì thì các anh em có thể xem cái hướng dẫn cơ bản của mình về uh, With The Rift cũng như là Rift. Đấy. Ok nhá. Trong này thì nó cũng có ghi rất là rõ luôn. Đấy, nhưng mà mình đang giải thích cho các anh em dễ hiểu nhất có thể. Rồi. Đấy, thứ hạng 125 này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần là vậy thì cụ thể hơn là cách lấy những cái mảnh này như thế nào thì nó cũng ghi rất là rõ ở đây luôn. Đấy, hành động 1 là x 1 anh em nhé Đấy, x 1. Đấy, màn 1 thì chúng ta sẽ có thể là farm được bản chất uh, này essence of anguish đấy cái viên anguish này chúng ta có thể farm được ở Act một các anh em cứ tìm những cái chỗ nào có những cái con boss những cái boss con boss chính của Act một đấy, là nó sẽ có khả năng nó drop ra cái này hình như là một trăm phần trăm drop rate luôn các anh em giết xong nó sẽ dụng ra đấy ờ, màn hai thì là sẽ ra được drag of lies đấy. nhưng mà nó đã ghi là không bao gồm con boss tên là vivian nhé vivian này không bao gồm đấy. màn ba thì sẽ có thể ra được vết bẩn của tội lỗi hoặc là mảnh vỡ của sự hủy diệt đấy cho nên là các anh em chơi cái build nào các anh em theo các anh em follow theo build guy và các anh em người ta sẽ hướng dẫn cho các anh em là cái build đó tối ưu hóa là sử dụng cái viên nào luôn trong cái trang max row này thì các anh em cứ cứ cần viên gì các anh em cứ ra đúng nghĩa màn này các anh em farm thôi drop ra ngay tức luôn đấy ách 4 thì đã ra được dấu uh, tích của nỗi đau hoặc là mảnh của khủng bố ví dụ thế shot of terror hoặc là màn năm thì sẽ ra được sát of, uh, hận thù đấy nói chung là google dịch thì nó nó hơi uh, 3 chấm tí nhưng mà đại khái hiểu như vậy. Đây. đây là những cái chỗ có thể farm được nha anh em nhé. Thì đấy, nó đã hướng dẫn cho các anh em cụ thể luôn là farm được từng thứ ở đâu rồi đúng không? Thì cái việc mà chúng ta farm ra được những cái mảnh này nó rất là đơn giản. Cái quan trọng là cái 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 ember ấy để mà nâng cấp những cái viên này lên cái đấy nó mới là cái quan trọng. Và cái đấy nó sẽ là cái mà nó hơi hên xui một tí. Đấy, cái việc mà các anh em ra được một viên này thì nó dễ lắm. Nhưng mà để mà có được cái ember để mà nâng cấp nó lên để cái rank cao cấp nhất có thể ấy, thì nó sẽ hơi tốn thời gian để cày. Đấy. Và đặc biệt là nếu như các anh em xui Các anh em không uh, nâng cấp nó Ở cái mức độ tối ưu được ngay lập tức luôn ấy, Thì các anh em sẽ phải farm một cái viên này có thể là nhiều lần Nâng cấp nó nhiều lần Thì mới ra được một cái viên mà các anh em cảm thấy nó là tương đối là hoàn hảo Cho cái build của mình Đấy. Nhưng mà rõ ràng là những cái viên mà chúng ta nâng cấp rồi Mà chúng ta không dùng tới nữa Thì nó hoàn toàn có thể được sử dụng để ép vào trong đồ để tăng main start lên thì thực ra nó cũng rất là có lợi, Đấy, nó không có không có hại gì ở đây hết. Cho nên món là cái season này những cái viên sâu sát này là cực kỳ bá đạo, cực kỳ bá đạo nha anh em nhé coi như là kỷ niệm 25 năm của Diablo là tuyệt vời luôn đấy rồi mình đã giải thích các anh ngay từ ban đầu video rồi là mỗi một cái viên sâu sát đó mỗi một cái mảnh vỡ linh hồn đó từ rank không thì nó sẽ bắt đầu với cả một cái sức mạnh huyền thoại một cái gọi là một cái legendary power tĩnh đấy tức là mỗi một viên nó sẽ có một cái sức mạnh khác nhau đấy và đi kèm với một phần thưởng có lợi một điểm một điểm, một điểm hạn chế gì gì đấy Nói chung là dịch tiếng Việt này thì nhiều lúc đọc cũng hơi khó hiểu một tí đấy thì bây giờ đơn giản như này nhá mỗi mỗi một viên này nó sẽ có một cái sức mạnh legendary thì các anh em có thể tự đọc ở đây đúng không đấy các anh em tự đọc đây luôn các anh em xem xem là nó có cái gì và cái cái dòng nào là cái dòng sức mạnh legendary thì nó là cái dòng màu da cam cuối cùng nó là cái dòng dài nhất ấy nó là cái dòng dài nhất anh em anh em bỏ qua những cái dòng ở phía trên nhá những cái dòng ở phía trên là mình phải unlock ra cái rank cái rank một thì nó mới unlock cho mình còn rank không ấy thì nó chỉ có cái dòng dài nhất cuối cùng thôi đấy đấy dụ như là cái này thì là nó là mỗi khi bạn gây sát thương độc lên kẻ địch này, bạn tăng 2,5% giảm thời gian hồi chiêu này và tốc độ di chuyển ví dụ vậy. Drag apply thì là cái dòng cuối cùng luôn. Đấy đúng không? Bạn gây ra ít thiệt hại hơn 25% như có nhận 25%, tức là mình điều đam ít hơn 25% và vật nuôi của mình sẽ điều đam tăng lên 25% ví dụ như thế. Đấy. Ngoài ra thì tương tự như vậy, những mà, những cái viên sau này cũng thế thôi. Cái rank không nó sẽ cho mình cái dòng cuối cùng. Cái dòng cuối cùng anh em có nhớ thế, dòng cuối cùng. Đấy. Ok nhá khi mà các anh em unlock một cái viên sâu sát ở rank 1 đúng không? Từ rank rank 0 lên rank 1 thì mình được cái gì? Đây. Rank 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu unlock được tất cả những cái bonus này cho những cái viên mà chúng ta gắn vào vũ khí. Các anh em nhớ là có 4 viên gắn vào vũ khí đúng không? Thì khi mà các anh em unlock một trong bốn viên đó từ rank 0 lên rank 1 thì ngoài cái dòng sức mạnh huyền thoại, cái legendary power của nó ra nó sẽ unlock cho mình thêm tất cả những cái dòng này tất cả luôn nhá tất cả luôn và với ba cái viên mà gắn vào mũ thì nó sẽ là tất cả năm cái dòng bonus này sẽ được unlock ra mặc định đấy mặc định thì tất cả những cái dòng này thực ra nó từ đâu ra nó chính là từ cái bonus của những cái viên ruby hoặc là amethyst hoặc là emerald hoặc là uh, diamond hoặc là cái viên vàng vàng ấy cái viên gem vàng ở trong game này trong game này thì thực ra là về gem bình thường thì nó chỉ có 5 loại thôi 5 màu đúng không? À, tương đương với cả à, Admetis là viên màu tím đấy. Rồi là viên màu đỏ là ruby Viên màu vàng là topaz Viên màu xanh là emerald Và viên màu trắng nó là diamond Thì 5 loại, 5 loại gem Tương đương với 5 cái bonus này anh các anh em gắn một trong năm viên đấy vào trong vũ khí các anh em thì các anh em sẽ nhận được một trong năm cái bonus này dựa trên là các anh em cho cái viên nào vào trong vũ khí của mình thế cho nên là những cái viên sâu sát này này nó sẽ unlock cho các anh em tất cả bonus của cả năm loại gem luôn cả năm loại gem luôn đấy đấy là cái sự bá đạo của nó đấy, một viên này thôi các anh gắn vũ khí các anh có được cả năm cái bonus từ năm loại gem khác nhau luôn đấy đấy là rank một và tương tự như vậy đúng không là với ba cái viên cắn vào mũ thì nó cũng sẽ cho các anh em đầy đủ năm cái bonus của năm loại gem cơ bản khi mà các anh em gắn những cái loại gem cơ bản nó vào trong mũ của anh em đấy thì bây giờ là mình được cả 5 cái luôn. Mình được bonus của từ 5 loại luôn. Đấy đấy là cái sự bá đạo của nó. Ok nhá. Đấy thì các anh em có thể tự đọc ở đây để các em hiểu nhá. Ok. Rồi. Cái này thì rõ ràng là gì? Khi mà chúng ta dùng một cái viên gem huyền thoại đúng không? Chúng ta dùng một cái viên gem huyền thoại vào trong mũ hoặc vào trong vũ khí của chúng ta thì chúng ta sẽ lo lắng là à có thể là như vậy thì mình sẽ mất đi cái cái slot đó để mình gắn những cái viên gem bình thường ngày xưa vào nhưng mà rõ ràng ở đây là nó cho mình hết tất cả luôn cho nên mình chả mất cái gì cả, mà mình còn được thêm bonus nữa và cộng thêm là những cái legendary đúng không? Những cái sức mạnh huyền thoại bá đạo của những cái viên sâu sát này, đó, ok nhá. Các anh em có thể đọc kỹ hơn để các anh em hiểu rõ hơn. Nhưng mà lưu ý là những cái viên, những cái mảnh vỡ linh hồn này nó không hoạt động với cả cái item là vương miện của leoric và broken crown nó không hoạt động với cả sâu sát nhé, này, không hoạt động. Rồi. Sau đó sau khi mà chúng ta lên được rank 1 rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ lên tiếp theo là cái rank 2 của gem. Nâng cấp tiếp từ rank 1 đến rank 2 chúng ta được cái gì? Đấy. Thì tương tự như vậy, vũ khí thì chúng ta sẽ được Nhưng mà anh em lưu ý này, rank 1 là chúng ta được hết luôn. Rank 1 là được hết. Đúng không? Unlock hết full. Nhưng mà riêng rank 2 ấy, thì là nó sẽ bắt đầu random. Từ rank 2 trở đi bắt đầu nó sẽ ngẫu hứng. Đấy, nó sẽ có xác suất là với những cái viên của vũ khí thì nó sẽ có khả năng là nó ra một trong bốn cái dòng này một trong bốn cái dòng bonus này thì cái dòng bonus nào là mạnh nhất đúng không dòng bonus mạnh nhất đó chính là sát thương từ 10 đến 15 phần trăm hoặc là 20 đến 25 phần trăm sát thương nguyên tố đấy thì hai cái dòng này thường thường nó sẽ là mạnh nhất và đại đa số thời gian này các anh em sẽ sử dụng cái 20 đến 25 phần trăm sát thương nguyên tố đại đa số thời gian ha đại đa số thời gian uh, nhưng mà sẽ có một số các cái bill thì là sát thương 10 đến 15 phần trăm này nó sẽ mạnh hơn Đấy. còn về mũ về mũ thì cũng tương tự như vậy nó sẽ random nó sẽ ngẫu hứng một trong bốn cái bonus này một trong bốn bonus này thì trong một trong bốn bonus này ấy, thì chỉ có hai cái bonus này là mạnh nhất thôi là giảm 15 đến 20 phần trăm sát thương cận chiến hoặc là uh, sát thương từ xa đấy thì chỉ có một trong hai cái này là mạnh nhất thôi thế cho nên là anh em thấy là rank một đúng không là ai cũng như ai cả thôi nhưng mà rank hai là bắt đầu là cái sự ngẫu hứng nó bắt đầu nó xảy ra rồi đây chính là lúc mà tại sao mà có một số viên ấy các anh em nâng cấp từ ban đầu có thể về sau các anh em thấy nó chưa tối tối ưu hóa là do nó có thể nó ra được những cái bonus các anh em không muốn thế cho nên là có thể là một viên gem các anh em phải nâng cấp nó nhiều lần mình nâng cấp nhiều viên thì mình mới ra được một viên gọi là hoàn hảo cho cái build của mình đấy chúng ta phải cày cái đoạn đó thì nói chung là nó sẽ ra một trong bốn một trong bốn đấy, rank hai ha thì cũng toàn là những sức mạnh rất là mạnh thôi đấy để nó tăng thêm một cái lớp sức mạnh để cho cái viên sâu so, sát so của các anh em và khi chúng ta nâng cấp tiếp theo từ rank 2 đến rank 3 thì các anh em sẽ được mở khóa thêm một sức mạnh huyền thoại à sức mạnh huyền thoại nữa và sức mạnh huyền thoại này nó sẽ là cái gì thì mỗi một cái viên này nó sẽ có ba cái hiệu ứng nó có thể xảy ra ba một trong ba hiệu ứng đúng không thì cũng tương tự như rank 2 rank 2 là mình là một trong bốn đấy một trong bốn là cái phần trăm còn rank 3 thì sẽ là 1 trên 3 Tức là nó có thể ra 1 trên 3 cái cái hiệu ứng cơ bản của nó Thì nói chung là giữa ba cái viên Prime Evil Soul sát Một trong ba cái viên này Thì mình thấy là đại đại đa số mọi người nói là cái mảnh của khủng bố Tức là cái Shard of Terror là cái viên mạnh nhất trong số 3 viên này Nói chung là các anh em chọn viên nào thì các anh em phải tùy xem là cái build guy Cái build các anh em đang chơi nó là build gì Và người ta khuyên các anh em nên sử dụng cái viên gì thì các anh em nên nghe theo người ta Để cho nó tối ưu hóa đúng không? Và người ta cũng sẽ ghi rất là rõ ở trong cái Max row này là cái viên người ta hướng dẫn cho các anh em chọn. Các anh em nên cố gắng là tìm được cái bonus nào là phù hợp nhất. Đấy. Thì với cái viên mảnh khủng bố này nói chung là các anh cứ đọc thôi, hiệu ứng cơ của nó là có những hiệu ứng gì đúng không? Đấy. Nó sẽ có là hiệu ứng cơ bản. Uhm, cái này là cái hiệu ứng đầu tiên này. Cái này dịch sai chắc luôn. Cái này chắc là nó dịch sai. Đấy. Mà thôi không sao, nói chung là đây là cái hiệu ứng đầu tiên. Thì là cái khả năng cái 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 gọi là cái cooldown ấy cái tốc độ hồi chiêu của mình nó sẽ tăng thêm 25% nhưng mà với mỗi một kỹ năng khi mà nó đang cooldown thì mình sẽ được uh, tăng thêm là 12,5% giảm sát thương từ quái vật cho mỗi một chiêu cooldown nhá thì các anh em tưởng tượng xem các anh em có mấy chiêu cooldown cùng một lúc thì mình giảm được một cái lượng uh, đam nhận từ quái vật rất là nhiều đúng không mấy chục phần trăm lận và tăng 12,5% sát thương lên quái vật thì thường thường mình thấy là người ta nói là cái bonus đầu tiên này của cái này nó là mạnh nhất đấy thì các anh em thấy là đây là người ta cũng nghĩ rõ luôn là một kỹ năng thì là bao nhiêu giảm sát thương và tăng thêm bao nhiêu đa và hai kỹ năng ba kỹ năng bốn kỹ năng nó kỹ, kỹ năng sáu kỹ năng đấy người ta cũng tính toán cho mình hết cả rồi thì mình cứ nhìn thế này thôi để mình có được một cái hiểu đấy tại vì một nhân vật ở trong Diablo 3 thì nó có tối đa là 6 kỹ năng mà nếu mà cả 6 kỹ năng on cooldown luôn thì tối đa là 75% giảm sát thương đúng không và tăng thêm 300% là đám ví dụ thế và tương tự như vậy thì sức mạnh thứ hai của cái viên này nó là ring of fire là bạn sẽ tạo ra một cái vòng tròn lửa có sức tàn phá khủng khiếp sau khi giết 100 kẻ thù thì nói chung là cái 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 power này thì nhìn trông nó rất là cool ngầu nhưng mà độ hiệu quả thì mình nghĩ là nó không bằng cái 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 legendary power đầu tiên của cái viên này đấy và cuối cùng là tốc độ đánh và cơ hội à, cơ hội đánh trí mạng critical và attack speed đấy thì uh, cũng không cũng tương đối là được thôi nhưng mà nó không mạnh bằng cái đầu tiên đâu thường thường cái đầu tiên vẫn là mạnh nhất đấy. cái đầu tiên vẫn là mạnh nhất thì đấy là về uh, những cái viên uh, Prime Evil sâu thì các anh em có thể xem qua những cái viên sau đấy nhưng mà một trong ba viên này thì viên này thường thường là mạnh nhất này đấy là theo xếp hạng của đại đa số người chơi và của đại đa số các cái build mạnh nhất của cái season sau thì người nó sẽ sử dụng chủ yếu là cái viên Shad of Terror này nha anh em nhé còn bốn viên mảnh của Lesser Evil thì mình thấy là đại đa số những cái build mạnh nhất gọi là S tier của Season sau nó sẽ sử dụng là Drag of Lies. Có một số build cũng có thể sử dụng những cái viên này nhưng mà mình sẽ giải thích chủ là Drag of Lies thôi. Drag of Lies thì nó sẽ sử dụng cũng chỉ chủ yếu là cái hướng đầu tiên. Cái Legendary Power đầu tiên trong ba cái Legendary Power của rank 3. Đó là nhân vật của mình sẽ giảm 25% sát thương. Mình giảm 25% đam. Nhưng tất cả thú cưng của mình mỗi một con nó sẽ tăng lên 25% đam. Đấy. Và thực ra thì là theo như mình thấy của những cái người chơi giỏi trong cái trò này á, người ta giải thích là cái 25% giảm sát thương lên mình nó không ảnh hưởng quá nhiều, gần như là không ảnh hưởng gì. Chủ yếu là những cái build mà liên quan đến pet ấy, mình build những cái build mà build đệ ấy và season sau là season của những cái build đệ. Đấy, season sau là toàn là build đệ là mạnh nhất S tier thôi, đấy. Thế cho nên là cái bonus này là mạnh nhất. Đấy, bonus là mạnh nhất. Nha anh em nhá. Đấy, hiệu cơ ba. Còn lại thì mình có thể là có cái sát thương cộng dồn gì gì đấy này Nói chung là mấy cái này thì mình khuyên anh em này nên đọc bằng tiếng Anh Nó dễ hiểu hơn Những anh em nào mà thực sự không biết một tí tiếng Anh nào luôn ấy Thì ok có thể đọc tiếng Việt Nhưng mà nhiều đọc nó hơi tối tối ý Tại vì Google dịch mà nó có hạn chế của nó đấy. Nói chung là cheat death này thì không ngon đâu đấy. Với cả có một cái lưu ý nữa là Những cái viên mà Prime Evil thì nó có 1 trên 3 hiệu ứng Legendary đúng không Nhưng mà những cái viên Lesser Evil này một trong bốn viên Lesser Evil này thì nó lại có 4 power 1 trên 4 một này sát thần cộng dồn này chị đây là ba này và cooldown reduction trên elite kill này đấy ví dụ như thế thì nói chung là mỗi một nhân vật trong cái trò này nó sẽ có nhiều build khác nhau nó sẽ có build để đi speed farm nó sẽ có build để mà pushing thì nó tùy xem là các anh em chơi build gì thì các anh em sẽ cần những cái hiệu ứng khác nhau nhưng mà đại đa số thời gian thì khi các anh em push lên những cái level greater rift cao hơn ấy thì các anh em sẽ cần những cái hiệu ứng mạnh nhất có thể tăng đam nhiều nhất hoặc là tăng cái lượng giảm đam lên từ quái gây ra cho mình nhiều nhất có thể đấy thì đại đa số thời gian sẽ là cái hiệu ứng đầu tiên của drag of lies và hiệu ứng đầu tiên của cái uh, shard of terror đấy, đấy là về các cái cơ bản về các cái viên sâu sát này và season sau thì đại đa số build mạnh nhất sẽ sử dụng Shard of terror hoặc drag of lies cho vũ khí đúng không shard of terror cho mũ đấy nói chung là nó cũng tùy các anh em build, build gì nhưng mà nếu mà các anh em chỉ chơi những cái build mạnh nhất thôi thì một sẽ ra sử dụng hai viên đó. Ok ha. Và kết luận lại thì so với cả cái season 24 trước là season về ethereal item, season trước cũng là một season cực kỳ mạnh. Đấy. Chúng ta sử dụng vũ khí ethereal đúng không? Từ Diablo 2 để chúng ta uh, clear game thì cái season trước cũng rất là mạnh nhưng mà cái season này nó còn bá đạo hơn cả season trước nữa. Thế cho nên anh em nào mà lâu rồi không chơi Diablo 3. Muốn quay lại chơi cái game này ở cái mùa giải này do các anh em cảm thấy thú vị với nó. Các anh em muốn được trải nghiệm cái season này thì mình khuyên các anh em là này, hãy, nên quay lại và chơi tại vì season này chúng ta có khá là nhiều thứ chúng ta có thể cày được và cái sức mạnh các anh em có được ở trong cái season này nó kinh khủng kinh khủng khiếp đấy nó nói chung là lạm phát lắm, rất là lạm phát đấy và các anh em nào mà đặc biệt là những anh em nào không có nhiều thời gian để chơi game nhưng mà các anh em vẫn muốn chơi game đến một cái mức độ end game late game thì cái season này nó là cái season dễ nhất để các anh em đạt được cái đội đấy thậm chí là các anh em không cần paragon quá cao các anh em có thể clear được những cái greater rip cực kỳ cao những cái những cái level mà các anh em trước giờ các anh em không nghĩ là các anh em clear được thì cái season này các anh em clear được rất là dễ dàng Thế cho nên là nếu các anh em có hứng thú thì mình khuyên là hãy quay lại chơi và mình sẽ stream season này vào 8 giờ 30 tối đúng không thứ ba thứ năm thứ bảy để theo lịch chính thống còn đương nhiên là mình sẽ cố gắng mình stream bổ sung thêm những cái ngày ngẫu hứng khác nữa vì vậy nếu như các anh em có hứng thú các anh em muốn hang out với mình uh, để cùng chơi Diablo 3 season 25 thì cứ quay lại stream của mình vào đúng cái giờ giấc đó đúng không và mình sẽ cùng với các anh em trải nghiệm cái season bá đạo này. Đấy và ngoài ra thì mình nghĩ là đến đây thì cũng hết rồi, cũng không còn gì nhiều nữa. Đấy, các anh em có thể lên uh, trang web của Maxro các anh em bấm vào Diablo 3. Và các anh em bấm vào season 25 để các anh em tự tìm hiểu thêm uh, về những cái này. Nhưng về mặt cơ bản thì đấy, mình cũng giải thích cho các anh em từng đối là cặn kẽ về cái season này rồi đúng không? Uh, một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh Ngẫu Hướng Gaming và hẹn gặp lại các anh em vào những video lần sau hoặc là những livestream lần sau happy slaying